Hello, xin chào tất cả các bạn. Nhà sử của Snoopy. Thì trong tuần vừa qua thì mình có up trong cái ngày hôm trước thì mình có up là mình đã copy GG như thế nào. Thì mình muốn ở cái video clip đó các bạn biết được là mình copy GG như thế nào. Thì cái clip đó thì cũng chả ai quan tâm lắm. Thì mình đã up cái clip đó lên là như vậy rồi, nói cho các bạn là mình copy GG như thế nào rồi. Nhưng kiểu vài ba hôm sau lại có các bạn nhắn tin hỏi anh copy GG kiểu gì đi mọi. Các bạn như kiểu trêu mình ấy, mình nói thật. Đâu không sao, mình dễ tính, mình trả lời được. Nhưng mà mình nói để các bạn biết là nghĩa là cái clip đấy mình nói cho các bạn là mình copy GG như thế nào rồi và mình không giống như thế hết. Tiếp đó là hôm nay mình sẽ review về đôi giày Easy Boost mới ra hôm nọ, đôi Stefano. Đây, cái này cái hộp của nó mình bóc ra rồi, mình không đợi được nữa, mình bóc ra lâu rồi. Thì cái hộp của nó thiết kế gần như là không có gì thay đổi so với những người đi trước. Để mình nói này, hộp của đôi Easy 350 khác hoàn toàn với hộp của đôi Easy 500 và 700. Khác biệt lớn nhất là dòng chữ ở đây. 500 và 700 không có dòng chữ khác nhau, thì nó rất nhiều các cái đời của mình. Thì mình cũng đã lấy giày ra xong rồi. Mình chỉ muốn nói ở đây lần này là từ cái giấy cho đến những cái tem đều là có những cái sự mới lạ ở đây. Thì cái tem thì đã là mới rồi, tem mới thì chắc là mọi người mà mua giày của giày, mọi người mà có giày GG thì đều biết là cái tem này nó nhìn rất là mới, thiết kế kiểu mới. Và cái giấy này của nó làm cũng chất lượng hơn so với những cái giấy lần trước. Và lần này thì họ đóng gói rất là đẹp ấy, mình không có gì để phải chê trách cả. Cái mình sẽ để cái hộp ở đây. Và đây là đôi giày. Yeah. Mình nói với các bạn là không có cái gì để có thể chê được cái đôi giày này cả. Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì lần này mình phải nói thật với các bạn là nhà sản xuất đã làm ra một cái miếng lót mà chất lượng đến từng chi tiết. Từ đôi GG mình đầu tiên mình có đến bây giờ mình thì đây là cái lót mà mình đánh giá là đẹp nhất trong dòng GG 350 V2. Nó sắc nét đến từng chữ và từng dấu chấm. Thì các bạn nào mà có đôi GG cream white cũng như đôi GG zebra hay những đôi GG khác thì đều biết là cái dòng chữ Adidas này của những cái đôi như vậy thì nó rất là xấu. Còn lần này thì nó làm rất là rõ ràng, rành mạch đến logo cho đến những chữ. Thì mình phải đánh giá là đây là một bản có mức độ hoàn thiện rất là cao trong dòng 350. Và nếu như bạn nào muốn mua GG 350 hoặc là chỉ là cũng muốn để mua một đôi GG để đi cho bằng bạn bằng bè thì mình khuyên là nên mua đôi này. Vì thứ nhất là độ hoàn thiện của đôi giày rất là lớn, rất là tốt. Thứ hai, một màu phối này đi rất giữ màu và không bị bẩn như màu cream nhá. Cái này rất 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 sạch, cái màu này đi rất khó bẩn. Và thứ ba nữa là cái màu này thì hầu hết ai cũng có thể phối đồ đẹp được với đôi giày này. Đó. Tiếp theo là phần đến phần đế găm. Thì cái phần thiết kế đế găm này không phải là mới, nhưng mà mình đánh giá cao cái phần đế găm là vì mình rất thích cái màu này. Mình đã nói ở các cái clip trước ở đôi GG 700 là mình cũng rất thích những cái màu này. Thì đây sẽ là, theo mình đánh giá thì đây sẽ là xu hướng của các cái dòng sneaker năm nay là có sở hữu bộ đế găm. Thì không những chỉ Adidas mà bây giờ ấy, Nike ấy, họ cũng bắt đầu vào làm những cái dòng giày mà có sở hữu cái đế găm hoặc là cái đế mà phát sáng ở trong bóng tối ấy. Thì Nike dạo này họ cũng đang hướng đến những cái dòng đế như vậy rồi. Thì không lâu nữa thì thị trường sẽ là toàn những cái đôi thiết kế có
có cái đế khác biệt như thế này, thì mình nghĩ là lại là ông Kanye West là người mở ra cái xu thế này. Mặc dù cái đế găm này có rất là lâu rồi nhưng mà người ta ít thiết kế. Nhưng mà vài độ năm, một năm đổ lại đây thôi, thì cái đôi gì gì thì nhỉ, cái đôi gì gì mà giống kiểu đôi zebra nhưng mà người ta gọi là đôi zebra, thì nó có màu vàng giống hết đôi zebra nhưng mà nó có màu vàng, thì cái đôi đấy đã sử dụng đế găm rồi và đã trở thành một cái làn sóng trong cái thiết kế những cái đôi giày như này, thì lần này đã trở lại. Yes, mình hâm mộ toàn những thằng mà đón đầu xu hướng, địt mẹ thế mới kinh chứ lại. Thế về mặt tổng quan thì chả có gì thay đổi cả. À, có một cái điểm thay đổi lớn ở đây, đó là cái này thì mình không nhìn rõ nó là cái gì nhưng mà mình dám đảm bảo là không còn, nó không phải là cái dòng chữ gì gì, nó không phải là cái dòng chữ như mọi lần nữa rồi, nó thay vào một cái miếng, mình nhìn rõ đây nó là một cái miếng gì đấy nó dán lên thôi, thì mình cũng không biết như thế nào. Thì đó là về đôi giày. Thực ra thì để mà review về những cái màu phối khác trong khi thiết kế nó vẫn giống giữ nguyên thì cũng chẳng có gì để mà review cả, ngoại trừ việc là mình phải công nhận lần này nó làm về đôi, nó làm chất lượng đôi giày thực sự là lên một tầm cao mới. Mình rất là thích cái điều này. Hương vị hạnh phúc các bạn biết không. À, ở trong cái clip lần trước khi mà mình nói về đôi Yeezy 700, mình có nói với các bạn là đôi Yeezy 700 này của mình là made in Indo đúng không? À, India, Ấn Độ. Thì hôm nọ mình có lên cửa hàng ấy và mình phát hiện ra là những cái đôi này của cửa hàng bán tại Nhật ấy, thì nó lại là made in China chứ không phải là made in India. Thì mình có hỏi về nhân viên ấy thì họ cũng không giải thích được, họ cũng chỉ bảo là có lẽ là nhà sản xuất đặt hàng ở nhiều chỗ. Thì theo mình, theo giả thuyết của mình thì nó bán hàng theo khu vực ấy, thì những khu vực châu Á thì sẽ được nhận giày made in China, còn những khu vực châu Âu hay là ở Mỹ chẳng hạn thì sẽ nhận giày made in India. Thì hai đôi giày made in China với made in India thì có khác gì nhau không, thì mình thực sự đã cầm hai đôi lên và so sánh rồi, thì sự khác biệt có thể dễ dàng nhận ra đó là ở về tổng thể của đôi giày. Thì những cái đôi giày ở made in China ấy, thì cái phần này nó làm rất là mềm và phần lưỡi gà, đặc biệt là phần lưỡi gà rất là mềm, có lẽ là tạo cho người ta cảm giác đi thoải mái. Nhưng mà ở cái phần ở cái đôi mà made in India ấy thì mình lại có cảm giác như là đôi giày chắc chắn và rất là bền, mặc dù là nó hơi cứng một chút nhưng mà đổi lại là nó rất là chắc chắn và rất là bền. Thì nhưng mà nói chung thì tất cả đều là hàng của Adidas thôi nên là chắc là nó sẽ có một cái tiêu chuẩn chung, thì cái đấy là mình cũng đéo quan tâm, chỉ chủ yếu là mình biết là giày của mình đã phải fake và mình muốn nói cho các bạn là nhỡ đâu mà gặp thằng nào mà đi cái đôi này mà made in China đừng mà phán fake, không lại bảo là Adidas mẹ đôi giày của mày là fake, tao xem clip của Snoopy rồi, đôi này chỉ là made in India thôi, đéo có made in China đâu, thì lúc đấy thì bỏ mẹ, người ta đánh mình chết đó. Mình chỉ muốn nói như thế thôi. Và mình một lần nữa mình muốn nói lại với các bạn là đôi Yeezy đi up 0.5 size. Và nếu mà các bạn muốn mua cho mình một đôi Yeezy thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Về chất lượng hoàn thiện giày cũng rất là tốt, cũng như là màu phối rất là dễ phối đồ, thì đây là thực sự là một đôi giày đáng đồng tiền bát gạo tính thời điểm hiện tại. Ok. Thì mình hôm nọ mình có Adidas, ra Adidas và mình có mua được một bộ để làm sạch giày cũng như là để khử mùi các thứ. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn biết cách chăm sóc giày của mình hoặc là muốn mình làm cái clip về phần chăm sóc giày ấy, thì có thể comment ở bên dưới để mình biết và mình chuẩn bị một vài thứ, thì có lẽ là sớm thôi mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn. Rồi, thế thì hôm nay đến đây thôi. Thì các bạn còn chờ đợi gì nữa mà không follow Insta của mình để xem những cái outfit mới nhất về đôi này. Thực ra ấy, cái clip của các cái channel ấy nó sẽ là như thế. Còn đối với cái channel của mình ấy thì mình làm channel YouTube ấy,
Thứ nhất là mình làm để nó thuộc vào dòng dạng nhật ký của mình để sau này mình xem lại. Cái thứ hai ấy là mình chưa kiếm được một đồng một khắc nào của YouTube cả, nên là nhiều bạn nhắn tin cho mình bảo anh kiếm tiền YouTube anh đỉnh này. Đéo có đâu nha. Mình khẳng định một lần nữa là đéo có đâu nha. Cái thứ ba nữa ấy là ấy, mình làm cái clip này để muốn gửi tới những cái bạn, những cái người mà thực sự là rất là đam mê giày giống như mình, và mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với họ, thế thôi. Còn bạn nào mà muốn vào chửi nhau ấy thì comment bên dưới để mình chửi nhau lại. Ok. Xin chào các bạn, mình là Snoopy và tạm biệt. This